Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, chúng ta mới vừa nghe đọc qua phần Kinh Thánh ở trong sách Luca chương 2. Từ câu số 1 cho đến câu số 14 do người chị em chúng ta đọc. Và trong cái chủ đề chung của chúng ta hôm nay, trong mùa Giáng sinh năm nay, đó là tin vui cho trần thế. Và cái câu gốc của chúng ta đó là Luca đoạn 2 câu số 14. Thưa quý bà chị em, có thể bỏ cái ego ấy, giảm cái ego này. Chúng ta trong cái bầu không khí của cả thế giới đều vui mừng ngày Giáng sinh. Nhưng mà song song với cái việc vui mừng đó thì chúng ta thấy rằng là có nhiều cái trận chiến đang xảy ra. Ví dụ như là giữa Nga với lại Ukraine, rồi giữa Israel với lại Hamas, rồi giữa các phiến quân của Houthi với lại quân của chính phủ của Israel, hay là gần chúng ta nhất đó là quân đội của Myanmar với lại phiến quân quân nổi dậy ở Myanmar. Trong Thế chiến thứ hai cũng có một cái trận chiến rất là khốc liệt giữa quân Cộng Minh với lại Đức Quốc xã. Và trong cái thời khắc đó, thời khắc giao thừa của mùa Giáng sinh chứ không phải là giao thừa của năm mới, thì cả hai bên quyết định rằng họ ngưng bắn và họ cùng nhau cùng chiến tiến. Trước đó một ngày, trước đó một giờ họ đã bắn nhau, nhưng mà khi mà cái mùa Giáng sinh, trong đêm Giáng sinh đó, họ quyết định họ ngưng lại tất cả để họ ăn mừng Giáng sinh, họ tay bắt mực mặt mừng với nhau và họ chúc nhau là Merry Christmas. Những cái sự tranh giành kia nó đã dừng lại, bởi vì nhường cho đấng cứu thế, nhường cho đấng đem lại bình an, nhường cho đấng đem an vui cho loài người. Và cái lời chào đó, đó là Merry Christmas, hay là mừng Chúa Giáng sinh, nó đem lại cái sự ấm lòng, đem lại sự khích lệ, đem lại sự đắc thắng, đem lại sự vui mừng, đem lại sự hòa thuận, hòa bình cho muôn dân. Và cái chủ đề của chúng ta không khác hơn cái mục đích của Giáng sinh. Cho nên trước khi đi vào bài giảng này thì tôi xin mời tất cả chúng ta cùng nhau đứng lên. Hãy đến với ít nhất là 4 người, chúng ta hãy nói rằng mừng Chúa Giáng sinh. Chúng ta hãy bắt tay mừng Chúa Giáng sinh. Alleluia. Mừng Chúa Giáng sinh. 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 Cảm ơn Chúa, cảm ơn anh chị em. Như vậy thì chúng ta thấy là khi mà mừng Chúa Giáng sinh, có sự gì của Chúa Giáng sinh là sự hòa bình, thì tất cả những cái buồn phiền chúng ta sẽ loại nó ra khỏi đời sống của mình. Chúng ta không muốn loại cái tất cả mọi buồn phiền ra khỏi đời sống của mình đâu mà, nhưng chúng ta sẽ đón sự vui mừng, sự bình an, sự chữa lành của Chúa ở trong đời sống chúng ta. Cảm ơn Chúa. Rồi xin mời chúng ta cùng ngồi. Trong phần Kinh Thánh này thì chúng ta thấy rằng là đó là một cái câu chuyện được kỹ thuật lại. Nhưng chúng ta thờ phượng Chúa trong Giáng sinh, chúng ta không chỉ là nói về câu chuyện. Bởi vì nếu mà nói về câu chuyện, anh chị em có thể đọc từ Kinh Thánh và chúng ta biết về câu chuyện đó. Nhưng hôm nay tôi muốn chia sẻ về cái chủ đề đó là tin vui cho trần thế. Và mỗi một cái phần tin vui cho trần thế trong tất cả những cái nơi mà tôi đến giảng, nó sẽ là một phần Kinh Thánh khác nhau và nói một cái ý nghĩa tin vui khác nhau. Chúng ta từng tin rằng là Chúa Giêsu Ngài đã lìa thiên đàng để xuống thế gian, đúng không bà chị em? Bao nhiêu người tin Chúa Giêsu lìa thiên đàng đến thế gian ạ? Nhưng mà có phải Chúa Giêsu lìa thiên đàng đến thế gian rồi Ngài về trời là hết chuyện? Thật ra Chúa Giêsu không lìa thiên đàng xuống thế gian, mà Chúa Giêsu đem thiên đàng xuống thế gian. Amen. Và khi có Chúa Giêsu tức là gì? Là có thiên đàng. Từ khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu vào trong đời sống của mình, chúng ta trong cái cuộc sống của tôi và chị em, chúng ta có sự bình an. Mà Chúa nói sự bình an này không giống như sự bình an của thế gian cầm, đúng không ạ? Chúng ta có sự vui mừng, và sự vui mừng này cũng không giống sự vui mừng của Chúa của thế gian cho. Và cái điều mà Chúa Giêsu Ngài đến, Ngài không chỉ là đến ban sự cứu rỗi, nhưng Chúa Giêsu đến để Ngài thiết lập vương quốc của Ngài ngay ở trên đất này, trên mỗi một con người tin Chúa. Cho nên tôi muốn nói về cái ý nghĩa chính của cái tin vui này, đó chính là thiên đàng đang ở trong tôi và quý ông bà chị em.
Thiên đàng không phải ở xa nữa rồi, chúng ta nghĩ là không biết bao lâu nữa chúng ta sẽ về đó. Nhưng mà chính Chúa ngày đem thiên đàng đến cho chúng ta. Chúng ta phải nhớ cái câu bài cầu nguyện chung của chúng ta, hai cái phần đầu mà. Ai nhớ trình đọc cùng tôi? Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được đến ở đất như ở trời. Nhưng mà trên trời là gì? Trên trời là thiên đàng. Nhưng mà Chúa nói là gì? Ở đất thì giống như là ở trời. Vậy thì Chúa ngày đem thiên đàng xuống đất này, đúng không ạ? Vậy thì tôi và chị em có thâm sự kinh nghiệm thiên đàng trên đất chưa? Nhiều khi chúng ta chỉ tin Chúa là ô tin Chúa để được cứu rỗi. Không, tin Chúa không chỉ được cứu rỗi. Kinh Thánh nói như thế này: kẻ trộm đến cướp, giết và hủy diệt, còn ta đã đến, tức là Chúa Giêsu ngày đến, thì ngày mang cho chiên được sống và sự sống dư dật. Cho nên ngày hôm nay trong mùa Giáng sinh này, tôi và quý bà chị em phải cầu nguyện, và đồng thời chúng ta công bố rằng Chúa ơi, ngày đến trên con, gia đình con không chỉ là cứu rỗi, nhưng ngày đến, ngày đem thiên đàng đến gia đình của con. Amen. Ai là chủ gia đình nè? Ngay bây giờ đưa tay lên cùng tôi. Người chủ gia đình. Dạ. Bây giờ xin mời quý vị cùng công bố cùng tôi nè, trong danh của Chúa Giêsu. Không chỉ ngày đến thế gian này ban sự cứu rỗi cho con, nhưng ngày đến đem thiên đàng cho con, gia đình con trở thành thiên đàng trên đất. Yếu quá, nhẹ quá. Còn bố này, gia đình con trở thành thiên đàng trên đất. Amen. Và nó phải thật sự như vậy. Không chỉ là cứu rỗi. Đôi khi là tin Chúa là ơi Chúa ơi, Chúa cứu rỗi con, Chúa cứu rỗi con, Chúa cứu rỗi con. Và chúng ta sống với một cái niềm tin là sự cứu rỗi, và sống phải khắc khổ, sống phải nghèo nàn, sống phải yếu đuối, sống phải trả giá. Chúng ta có những nan đề, nhưng mà nan đề đó với Chúa Giêsu không là gì cả. Và Chúa sẽ biến tất cả những nan đề đó thành phước hạnh thôi, quý bà chị. Cho nên tại đây câu Kinh Thánh nói với chúng ta như thế này: sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an trên đất ân trạch cho loài người. Đây là câu Kinh Thánh chính mà chúng ta cùng học với nhau. Thứ nhất, tin vui cho trần thế đó là gì vậy? Đó là chính Chúa ngài đã đến và ngài đem thiên đàng ở trên đất. Và tất cả những người nào tin thì chính những người tin đó sẽ làm sáng danh Chúa. Chúng ta nhớ trong cái câu chuyện có những gã mục đồng, họ cứ tin, và khi cái sự vinh quang của Chúa trở lại thì họ rất sợ hãi. Và sau khi thiên sứ nói rằng là có một cái dấu hiệu, ngươi sẽ đến tại thành David, tại đó sẽ sanh cho ngươi một đấng cứu thế là Christ là Chúa, và cái người có nhìn thấy dấu hiệu này, đó là một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Sau khi họ gặp Chúa rồi thì sao? Ở trong câu 15 ghi lại như sau: sau khi các thiên sứ lìa họ trên trời rồi, bọn chân chiên nói với nhau rằng chúng ta hãy tới thành Jerusalem xem việc này xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay. Vậy họ vội vàng chạy đến đó, thấy Maria, Joseph và con trẻ đang nằm trong máng cỏ. Đã thấy vậy, họ thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. Anh ấy nghe chuyện bọn chăn chiên nói, điều đấy làm lạ. Còn Maria thì suy nghĩ trong lòng, bọn chăn chiên trở về làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi việc mình đã nghe và thấy y như lời đã bảo trước. Khi họ gặp Chúa thì họ trở về, họ làm sáng danh Chúa. Có nhiều khi chúng ta ngày hôm nay có nhiều người gặp Chúa, họ tin Chúa, nhưng họ trở về họ không làm sáng danh Chúa. Bởi vì chúng ta chỉ tin là gì? Ôi con tin Chúa giống như được gọi là hên xui mai rủi. Không, tin Chúa không phải là việc hên xui mai rủi. Có những người đang nợ nần và nói giờ tin Chúa để Chúa trả nợ cho mình. Có những người bệnh tật thì tin Chúa để Chúa chữa lành cho mình. Nhưng thưa bà chị em, chúng ta tin Chúa không phải là như một cái vị thần để chúng ta tôn thờ cầu may. Chúng ta trước đây chúng ta chưa tin Chúa, chúng ta có thờ ông thần gì ạ? Ông thần gì mà có tiền ạ? Thần tài. Rồi có thờ thần gì nữa? Thần tài và ông thì ông gì nữa? Ông thổ địa, đúng không? Mà chúng ta mong là gì? Là mỗi lần chúng ta muốn được trúng số hay muốn gì đó, chúng ta cầu ông thần tài phù hộ. Rồi sau đó chúng ta tin Chúa, chúng ta bỏ cái ông thần tài đó đi, và chúng ta mời cái ông thần tài mới về. Tức là chúng ta tin rằng Chúa là thần tài của chúng ta. Điều đó có đúng không ạ? Bao nhiêu người cứ đến với Chúa là cầu nguyện Chúa ban phước cho con. Ai cũng vậy hết. Nhưng bây giờ mình nói rằng Chúa không phải Chúa đến cho ban phước, mà Chúa đem cái kho phước xuống. Tại vì thiên đàng mà, trên thiên đàng có thiếu gì không ạ? Bởi vì Chúa đem cả cái thiên đàng đó đến với chúng ta, và ngày xây dựng một vương quốc của Đức Chúa Trời.
Anh chị em để ý, khi Chúa Giêsu ngài đến trên đất thì ngài đi đến đâu? Ngài giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời. Ngài không chỉ giảng tin lành cứu rỗi, ngài không chỉ là giảng để được cứu mà thôi, nhưng mà ngài giảng để chúng ta tin Chúa chẳng những được cứu, nhưng chúng ta được ngay ở trên đất này sẽ kinh nghiệm những phước hạnh của Chúa trên đất. Buổi chiều hôm nay sau khi lời chia sẻ này, tôi muốn bà chị em phải có một đức tin xác quyết trong lời hứa của Chúa, và những gì Chúa hứa cho chúng ta đều có hết. Nếu Chúa là thiên đàng trên đất thì sẽ có thiên đàng trên đất. Nếu Chúa bình an là có bình an. Nếu Chúa tha thứ là có tha thứ. Nếu Chúa chữa lành là có chữa lành. Nếu Chúa thành công thịnh vượng thì có thành công thịnh vượng. Gần những ngày cuối năm này người ta thường nói với nhau: năm nay thất bát, năm nay mùa màng thất bát, năm nay làm ăn không được, năm nay buôn bán không được, năm nay người ta trả mặt bằng quá nhiều, năm nay đủ kiểu hết. Vậy thì chúng ta sẽ chuẩn bị đón một cái năm mới là năm ảm đạm hay là năm thành công thịnh vượng đây ông bà chị em? Nếu thế gian thì họ đang chào đón một năm gì ạ? Một năm ảm đạm. Anh chị em nhớ dân Israel ở trong xứ Ai Cập, dù xứ Ai Cập đầy ruồi mồng, đầy tai họa, đầy sự chết chóc, đầy sự tối tăm, nhưng mà tại xứ Gô-sen thì sao? Không có cái điều đó. Thời cường đức mà xứ Gô-sen chúng còn bảo vệ như vậy, thì tâm ước trong Chúa Giê-xu chúng ta phải có một sự khác biệt. Và Chúa sẽ đãi theo chúng ta những gì chúng ta tin. Nếu chúng ta tin này, chúng ta năm tới này chúng ta sẽ thất bại, năm tới này sẽ là một năm ám đạm, năm tới này là một năm mà chúng ta sẽ đối diện với những cái nghịch cảnh đủ thứ hết, thì ông bà chị em ơi, đừng cầu nguyện nữa, đúng không ạ? Tại vì Chúa mà ông bà chị em thờ phượng, ngài không thay đổi. Nếu chúng ta tin thì Chúa sẽ là đấng giúp đỡ cho chúng ta, và ngài đang hiện diện ở trong tôi và chị em. Cuộc đời của tôi và chị em khi tin nhận Chúa, có Chúa là để làm sáng danh Chúa. Amen. Hầu lộ nói ăn uống hay là bất cứ gì khác, chúng ta cũng phải vì sự bình yên của Chúa mà làm. Và nếu hay hầu việc ta thì cha ta làm gì? Sẽ tôn vinh người đó. Alleluia. Cảm ơn Chúa. Đó là điều đầu tiên. Tin vui đầu tiên là khi một người tin nhận Chúa thì chính qua đời sống người đó, gia đình của người đó sẽ trở thành một cái ngọn đèn sáng cho danh của Chúa ở tại trên đất. Amen. Nhà ông bà chị em đang đốt đèn dầu hay đèn điện vậy? Nếu như đèn điện thì chúng ta phải làm sao chỉ chiếu sáng, chiếu sáng cái khu vực đó. Và tôi nói lại cho em, nơi nào càng tối thì ánh sáng sẽ có tác dụng, đúng không ạ? Bây giờ giả sử chúng ta đang có 3-4 bóng đèn ở đây, mà giờ chúng ta mở thêm bóng đèn nữa thì nó cũng có giá trị đó, nhưng mà thật sự nó không có giá trị bằng nếu như lại không có bóng đèn nào, mà chúng ta chỉ cần bật cái đèn của điện thoại của mình lên thôi là có giá trị rồi, phải đúng không ạ? Cho nên tất cả con và cho em khi tin Chúa đã có sự sáng của Chúa bên trong, và sự sáng đó nó đem lại sự chiếu sáng cho danh của Chúa ở trên đất và vào chúng ta. Với lời chúng ta cùng tuyên bố: con là sự sáng của thế gian vì có Chúa. Amen. Và chúng ta sẽ trở thành một người để chiếu sáng danh của Chúa này. Amen. Yeah. Rồi chúng ta tiếp tục phần thứ hai ở trong Kinh Thánh này, đó là bình an ở dưới đất. Yeah, bình an. Cái từ bình an này thì chắc chắn là những người tin Chúa lâu năm chúng ta đều biết cái từ bình an này là từ gì ạ? Shalom. Nha. Cái từ bình an nó không chỉ là hòa bình, nhưng cái từ bình an này nó ra từ cái gốc từ, nó từ Shalom trong tiếng Hebrew. Nó có nghĩa là thành công, thịnh vượng, không chi mất mát, không chi gãy đổ. Đây là ý nghĩa của từ bình an. Và cái từ này nó ra từ cái gốc từ đó là Jerusalem, hay là cái sự thái bình. Chúng ta còn nhớ Chúa kêu David đặt tên cho đứa con tên là Salomon, có nghĩa là thái bình, hay là Shalom, hoặc là Jerusalem. Nó là các cái gốc từ của nó liên đới với nhau. Và cái từ Salomon có nghĩa là thái bình. Nó không phải chỉ bình an về phương diện là không có chiến tranh. Có những nơi chúng ta thấy rằng họ bình an không có chiến tranh, nhưng mà trong đời sống luôn luôn của người đó nó dậy sóng, phải không? Bất an, lo lắng, tuyệt vọng. Ngày hôm qua có một người chị em ở trong lớp học đã nhờ tôi để giúp đỡ cho một gia đình ở tại Việt Nam. Thì người chị em này là ở bên Mỹ, và nhờ tôi để giúp đỡ cho một gia đình ở Việt Nam, thì gia đình này có một đứa con gái năm nay 23 tuổi. Và cháu là một người rất là yêu mến Chúa trước đây, nhưng mà bây giờ không biết sao tự nhiên cháu không còn yêu mến Chúa nữa.
Và trước đó một vài tiếng đồng hồ thôi, người mẹ đi chợ xong trở về không thấy con gái ở nhà nữa. Gọi điện không được, nhắn tin không trả lời, tôi điện đủ cách đều không. Chị mới gọi điện cho tôi và chia sẻ. Sau khi chia sẻ xong thì tôi bắt đầu với chị cùng cầu nguyện. Và lúc đó tôi cầu nguyện cho chị vào lúc buổi chiều đó. Tôi nói chị à, cầu nguyện dâng lên cho Chúa rồi, và cùng nhau cầu nguyện để kêu gọi tâm linh của con gái được trở về, trở lại với Chúa để thờ phượng trời, nó yêu mến Chúa trở lại. Và chị an tâm dâng lên Chúa, cháu sẽ trở về. Và tiếp theo đó tới 9 giờ tối, gần 10 giờ, à xin lỗi, 10 giờ 20 thì gọi lại cho tôi, cháu cũng chưa về nữa, tôi lo lắng quá. Tôi gọi điện mà không được nhắn tin, cháu không đọc, không trả lời. Mà gọi điện chỉ đổ một cái tiếng chuông thôi. Thì nói bây giờ nếu như trường hợp đêm nay cháu không về thì sao hồi sự. Nói nếu đêm nay cháu không về, ngày mai chị đi báo cảnh sát. Là tôi liên lạc với con, tôi không được đi từ ngày hôm qua, từ sáng hôm qua và chết giờ cho đến bây giờ không phải. Nhưng mà tôi nói chị an tâm, vì chúng ta đã cầu nguyện rồi, hãy dâng lên cho Chúa. Từ bây giờ cho đến khuya nếu như cháu về lúc nào, hãy nhắn cho tôi. Tạ ơn Chúa, một giờ đêm chị nhắn. Dạ, cháu nó về rồi. Hai mẹ con đang còn nói chuyện ở đây. Chúng ta thấy là người chị em này, chúng ta không có sự bình an, đầy dẫy sự lo lắng. Đôi khi chúng ta thấy là chúng ta đang sống ở trong quốc gia hòa bình, nhưng mà chúng ta bản thân chúng ta đầy sự lo lắng, đầy sự bất an. Và điều này, cái sự lo lắng và sự bất an đó đến từ thiên đàng hay là đến từ địa ngục vậy? Vậy tại sao chúng ta là con cái của Đức Trời, nhưng mà tại sao Chúa đem thiên đàng lên trên đất để trao cho chúng ta, nhưng mà tại sao lại cái sự lo lắng nó cứ xen vào này? Tại sao ạ? Nhưng mà tại sao? Ma quỷ lên đến nhưng mà ai cho nó mở cửa cho nó đi vào? Chính mình, yeah, chính mình mở cửa khiến cho nó đi vào. Chứ nó có được phép tự do vào không? Nó không được phép tự do vào. Cho nên cái sự bất an là do chính chúng ta phải không ạ? Không phải là do Chúa. Bởi vì Chúa luôn luôn đem bình an cho tôi và chị em. Mà ngay cả tôi và chị em rằng kể cả có bão tố thì trong Chúa vẫn có bình an. Tôi chuẩn bị để cái chương trình đi truyền giáo bắt đầu ngày 18 là chúng tôi sẽ đi miền cao, đi các tỉnh Tây Ninh, Tây Nguyên, rồi sau đó chúng tôi trở về rồi đi các tỉnh miền Tây. Và tôi nói với bà chị em này, hai vợ chồng chúng tôi chỉ được có một người dâng cho một số tiền vừa có thể là đủ đổ xăng đi thôi, và gần như chúng tôi không có cái gì khác. Và chúng tôi quyết định một điều là vẫn tiếp tục đi, vẫn đi và vẫn cầu nguyện, nhờ anh em cầu nguyện để chúng tôi bắt đầu lên đây. Và Đức Chúa Trời của tôi luôn luôn là thành tín, tại vì tôi đi không phải tôi đi một mình, mà tôi đi có sự đồng tâm của Chúa bình an ở trên đời sống tôi rồi. Amen chị em. Nếu trong gia đình chúng ta đang có sự bất an, anh chị em có quyền để đuổi cái sự bất an đó ra, bởi vì gia đình của tôi và chị em có Chúa là có bình an. Amen. Ở đây nói gì? Bình an dưới đất, tại vì có Chúa cho nên có sự bình an. Có người có thể cho chúng ta sự bình an, nhưng mà sự bình an nó chỉ tạm thời. Còn Chúa Giêsu cho chúng ta bình an như thế nào và chị em? Kinh Thánh nói như thế này nè, sự bình an mà Chúa cho nó không phải như thế gian cho. Dạ, chúng ta xem ở trong sách Giăng đoạn 14 câu 27. Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ vô rối và lầm sai. Cũng là bình an, nhưng mà bình an Chúa cho không giống bình an của thế gian. Khi tôi chuẩn bị đi đây thì ở đây một số anh em biết là em Sylvan ở trên bàn, mười người dân tộc anh em. Có hôm qua rất khuya em nhắn cho tôi rằng là bố vợ của một em ở trong trường Kinh Thánh qua đây, và bây giờ hội thánh phải đi đến để cùng chia buồn với gia đình. Mà ông bố vợ này thì không có tin Chúa, nhưng mà vợ và rể thì tin Chúa. Gia đình bên chồng tin Chúa, nhưng mà gia đình bên vợ thì không có tin Chúa, chỉ có một mình cô vợ tin Chúa thôi. Và sáng nay 9 giờ em đã chở đồ ăn để đi đến để chia buồn với gia đình, để lo cái tang sự. Và trong nhân lúc đó thì bắt đầu em nói chuyện với nhiều người, làm chứng cho nhiều người. Thì trong đó có một cô gái, em này mới chụp cái tấm hình của cô gái nó gửi cho tôi. Trên mặt, trên tay và chân nó đầy những cái ghẻ, trên người đầy ghẻ hết,
mà cô gái này chắc tôi nghĩ là khoảng chừng hơn 20 tuổi thôi. Thì em này mới nhắn tin cho tôi nói rằng là có cái loại thuốc gì để chữa cái này không. Thì tôi nhìn vào tôi thấy là đây là cái dạng mà nó dạng là viêm da cơ địa, nó nổi về trên người hết. Thì tôi nói mặc dầu là có, nhưng bây giờ chúng ta cầu nguyện Chúa để Chúa chữa lành. Thì cuối cùng thì một chút nữa em nhắn lại là chụp hình và quay phim lại là cái em này chưa tin Chúa, mà trong khi làm chứng xong thì tin Chúa luôn, và tin Chúa xong cầu nguyện liền, cầu nguyện để xem sự chữa lành này. Thì cầu nguyện xong thì cái người cái em mà bị viêm da cơ địa mà nổi mảng mảng đó, em nó nói rằng là vừa tin Chúa vừa cầu nguyện xong thì trên cơ thể nó nhẹ, thật là nhẹ. Anh chị em biết cái viêm da cơ địa nó kinh khủng lắm, nó làm cho người ngứa và nó đau, nó nhức. Và em này nói vừa cầu nguyện xong thì lập tức cơ thể nhẹ nhàng liền. Nhưng mà tôi nói đó là sự chữa lành của Chúa. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Cho nên cái sự bình an của Chúa nó không chỉ là sự bình an, nhưng sự bình an bao gồm có sự thành công, có sự thịnh vượng, và bình an đó nó có sự chữa lành ở bên trong đó chị. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Có những cái căn bệnh mà bác sĩ nói gì là chúng tôi đã cố gắng hết sức, và chúng ta sẽ làm gì với khi bác sĩ nói như vậy? Lo lắng, bất an, bỏ cuộc, thối lui, co lại. Nhưng không, nếu chúng ta đang đối diện điều đó, và tôi và chị em biết rằng chúng ta có Chúa Giêsu, Ngài làm Chúa làm chủ, và chúng ta có thiên đàng, Ngài trên đất này, và trong Chúa Giêsu, trong sự cứu rỗi có sự chữa lành, thì tôi và chị em điều đầu tiên vẫn phải cầu nguyện, đó là gì? Để tuyên bố sự chữa lành của Chúa trên đời sống của mình. Và chúng thấy có rất nhiều trường hợp, có những người dung như là án tử rồi, sắp chết rồi, nhưng mà Chúa làm sống lại. Chúng tôi đã chứng kiến những hình ảnh, những cái trong câu chuyện thật ở trong trường Kinh Thánh. Như gia đình của em Silver, là anh của em tên là Siêu Phúc, bị ung thư máu và đưa đến bác sĩ. Bác sĩ nói bây giờ chỉ có chờ chết mà thôi, thích ăn cái gì cho em. Chúng tôi nhớ đi mà chúng tôi cầu nguyện đó là tối thứ năm, và thứ sáu tôi không nghe nói gì, thứ bảy không nghe nói gì, thứ chủ nhật không nghe nói gì, sáng thứ hai cũng không nghe nói gì. Tối thứ hai thì em Simon đã làm chứng lại là khi cầu nguyện xong thì người anh của em đó lúc đó là phải thở bằng oxy, bởi vì ung thư máu đó là nó tiêu diệt tất cả cái hồng cầu ở bên trong, và phải cứ vô máu bao nhiêu là nó ăn hết, nó tiêu diệt hồng cầu hết, bởi vì cái tủy sống không sản sinh ra hồng cầu. Và khi cầu nguyện thì ngay một trong một cái buổi tối, trong những ngày cầu nguyện đó, thì em này ngủ, và khi thức dậy chính miệng của em Civic này đã làm chứng lại cho chúng tôi. Và hiện bây giờ em đang học trường Kinh Thánh khóa 22, em sẽ đọc khóa 25. Em nói lúc đó tự nhiên thức dậy, em nghe có một cái dòng suối nó chảy từ dưới chân của em nó chảy lên, và dòng suối nó chảy đến đâu thì người đó mát đến đó, và nó khỏe đến đó. Cuối cùng em mở mắt dậy đòi ăn và được chữa lành cho đến ngày hôm nay. Thì em hallelujah, từ đó vợ em tin Chúa, các con em tin Chúa, mẹ em tin Chúa. Mẹ em tức là của mẹ, là của mẹ Simon luôn, là mẹ Simon luôn. Thì vừa rồi tôi vợ tôi lên đó, trước đây chúng tôi lên bà không có dám gặp chúng tôi, và ngồi và buồn bã, lúc nào cái mặt cũng buồn bã hết. Nhưng vừa rồi chúng tôi lên bà gặp bà vui mừng, và nhìn bà không ra luôn, mỗi là bà trẻ hơn rất nhiều, tươi mới hơn rất nhiều không bà chị em, bởi vì dòng sông sự sống của Chúa đã tuôn chảy ở trong đời sống của bạn. Hallelujah. Bác sĩ nói ăn cái gì thích cái gì ăn cho ăn, nhưng mà tạ ơn Chúa, Đức Chúa Trời đã làm kỳ diệu trên gia đình này. Tiếp theo một khoảng thời gian nữa, một cái người anh trai kế tiếp bị viêm da cơ địa, giống như tôi nói, nổi hết đầy người, lóng tóc đầy hết, và nằm đó bị sốt, và nằm đó chỉ có thở mà thôi, không làm gì cả, và gia đình cũng không có tiền để đưa bác sĩ. Tôi nói nếu mình tin Chúa có quyền năng chữa lành, và con đã từng kinh nghiệm chữa lành, anh có từng kinh nghiệm chữa lành, bây giờ tại sao chúng ta không nhờ cậy Chúa để anh trai này cũng được chữa lành luôn? Và người anh trai này phải dăng cái điện, phải dăng cái mùng nằm riêng, ở riêng một cái nơi. Thì tôi nói hãy bước vào đặt tay cầu nguyện, sức cho đặt tay cầu nguyện cho anh cô và tuyên bố sự chữa lành. Cảm ơn Chúa. Một ngày, hai ngày, ba ngày sau, người anh em này được chữa lành một cách hoàn toàn, khỏe luôn cho đến ngày hôm nay. Cho nên có chìa khóa ở bên trong chúng ta, có quyền năng ở bên trong chúng ta, có sức mạnh của Chúa bên trong chúng ta, không chỉ là sự cứu rỗi, bởi vì Chúa đã cho chúng ta có điều đó. Chúng ta không cần phải xin nữa chị em.
Tôi thấy có nhiều người cầu nguyện: Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa à, Chúa ơi, Chúa chữa lành cho con. Không. Tại vì sự chữa lành đã có cung cấp cho chúng ta từ bao nhiêu năm, ngàn năm rồi, gần 2000 năm rồi, đúng không ạ? Khi Giê-xu đã cho thập tự giá thì đó là xong rồi. Chứ Chúa không nói rằng là chỉ một hoàn tất một nữa. Nhưng mà tại cái thập tự giá, Chúa Giê-xu đó là xong rồi. Chúa Giê-xu đến, khi ngài đến thì ngài như là một con trẻ, một bằng cân nằm trong mắt cỏ. Chúng ta nhìn thấy con trẻ chúng ta rất là dễ thương, nhưng con trẻ đó không làm được gì cả. Chúa Giê-xu đến lần thứ nhất để ngài trở thành chiên con của đại vượt qua, để ngài chịu chết và đền tội cho nhân loại. Nhưng sự chết của ngài, sau sự chết đó thì ngài chiến thắng một cách khải hoàn, đó ngài lấy lại tất cả mọi quyền năng trên trời, dưới đất, bên dưới đất đều giao trong tay của Chúa, và ngài đã ủy thác lại cho tất cả những người tin đều có như vậy. Vậy thì nếu Chúa Giê-xu có quyền năng chữa lành, tôi và bà chị em cũng có quyền năng chữa lành. Chúa Giê-xu cũng muốn sự chữa lành thì tôi và chị em đã có sự chữa lành trong sự cứu đổi rồi. Đừng chỉ tin Chúa có sự cứu đổi mà thôi, nhưng mà chúng ta đòi hỏi là gì? Có được tất cả những gì Chúa Giê-xu có, con có. Chúa Giê-xu nói gì? Các ngươi làm được thì ta làm, các ngươi cũng làm được gì? Lớn hơn nữa, vì ta đi đây cùng Ngài. Vậy thì anh chị em nghĩ rằng là cái sự chữa lành, quyền năng chữa lành hay là sự giàu có, sự sung mãn có phải chỉ dành cho một số người không? Hay là dành cho tất cả? Tôi tin Chúa cũng giống như bà cha tin Chúa. Vậy nếu tôi có, ông bà cha em có mà. Như vậy chúng ta không phải là nài xin Chúa cho mình, mà chúng ta tạ ơn Đức Trời, bởi vì con đã có điều này ở trong đời sống của con rồi. Amen. Bao nhiêu người tin rằng anh chị em đã có Chúa Giê-xu? Bao nhiêu người tin rằng anh chị em đã có sự bình an, Sa-lôm của Chúa trong đời sống mình? Như vậy thì trong danh Chúa Giê-xu, 2024 sẽ là năm mà tôi và chị em thành công, thành vượng, khỏe mạnh, được chữa lành. Cho dẫu thế gian có nói gì không quan trọng, nhưng đó là Chúa đã nói với chúng ta. Amen. Đức Chúa Trời sẽ làm những cái phép lạ khi chúng ta tin như thế nào, Chúa làm cái đó. Nếu những người đang gặp nợ nè, đừng cầu xin Chúa ơi, Chúa hỡi, Chúa à, nhưng mà chúng ta tuyên bố con đã từng sai, nhưng bây giờ Chúa ơi, con muốn làm lại một điều đúng đắn, và xin Chúa ngài làm ứng nghiệm lời của ngài trên đời sống của con. Tháng 11 năm ngoái, anh chị em đã từng nghe tôi chia sẻ bài giảng, chúng tôi đang gặp, tôi đối diện với nghịch cảnh kinh khủng, dường như bế tắc. Chúng tôi về bắt đầu cắt đầu này, cắt đầu kia, cắt đầu nọ, đủ thứ cắt hết để chi? Để nó có dư ra được một ít tiền, dư ra một ít tiền, dư đôi tiền để giải quyết cái này, giải quyết cái kia, giải quyết nọ. Còn anh chị em biết không, chỉ có 6 tháng Đức Chúa Trời đã làm một cái phép lạ rất là kỳ diệu. Từ chỗ tôi không còn mất xe, không còn xe để mà đi, thì Chúa lại cho lại một chiếc xe mới. Đó là cách mà Đức Chúa Trời ngài làm, không phải là khả năng của chúng ta có thể có được. Amen. Lời khen Chúa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần thứ ba, cũng là điều cuối cùng này, là bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Cái từ này hơi khó này. Quý ông quý bà, những người lớn tuổi có thể hiểu cái từ này, từ ân trạch. Vậy thì ân trạch là gì ạ? Ân trạch là gì? Là ban ân xuống cho dưới đất, cho chúng ta. Trạch là gì? Trạch là đức. Trạch là đức. Trạch là đất, đất. Dạ đúng rồi, đất. Rồi. Ban ân xuống, Chúa ban ân xuống cho trên đất của chúng ta. Dạ, rồi. Rồi còn ý nghĩa nào nữa không ạ? Chúa ban ân xuống cho chúng ta. Từ ân trạch còn có nghĩa là gì nữa? Trạch là đất, đúng rồi đó. Làm điểm. Dạ. Cũng đồng nghĩa với ân điểm. Dạ cũng đồng nghĩa với ân điểm. Còn gì nữa không anh chị em? Ân điểm, ân điểm là ân sủng. Còn gì nữa không? Như là một cái đám mưa mà đường nó nhuộm đất. Mưa mà nó nói là đất nó đang khô cằn đó, mà nó hấp thụ nước, nó hấp thụ đến nỗi nó tràn ra luôn. Dạ. Đấy là ý nghĩa từ ân trạch. Nhưng một cái nghĩa nữa, từ ân trạch nó có nghĩa là đó là cái ý muốn tốt lành của thiên thượng, tức là cái ước muốn tốt lành, ý định tốt lành của thiên thượng dành cho đất. Chúng ta còn nhớ ở trong sách Giê-rê-mi chương 29 câu 11 câu đó nói gì ạ? Ai còn nhớ? Dạ. Cái bản dịch cũ đó là sao ạ? Ý tưởng của ta là ý tưởng bình an, không phải tai bạc. Và cái bản dịch mới rất là hay, là chương trình của ta dành cho con là chương trình thành công và thịnh vượng. Hallelujah. Như vậy đây là ân trạch cho mọi người, có nghĩa là Chúa ngài trong ý nghĩ của ngài là ngài dành cho đất này, dành cho người tin Chúa trên đất này là thành công và thịnh vượng. Đó là ý nghĩ của ngài. Chúa nói này các con, những người tin ta thì cái ý tưởng của ta dành cho con là thành công và thịnh vượng. Nhưng chúng ta ngồi dưới đất, chúng ta như là con tin Chúa rồi, nhưng mà con không thấy thành công nữa, thành công rồi đó.
Cha ban cho con thành công thịnh vượng. Không, con thấy con cực khổ quá. Rồi khi con chúng ta nghĩ như vậy là chúng ta hầu vì Chúa phải làm sao hầu vì Chúa? Là phải cực khổ. Chúng ta hầu vì Chúa mà càng nghèo thì là càng thánh khiết. Có đúng không ạ? Bao nhiêu người nghĩ mình hầu vì Chúa nghèo thánh khiết à? Nghèo thánh khiết là giàu thánh khiết à? Nhiều khi mình hầu vì Chúa mình trông đợi cái sự tiếp cận của Chúa qua mấy cái cây rừng. Chúa nhà con có mười mấy cái cây rừng mà hồi đó ta trả gần tỷ, bây giờ ta trả còn có 200 triệu à. Hôm nay con Chúa muốn con nói với một sư ví rằng là gì? Đừng có trông đợi vào mấy cái cây rừng nữa. Ông chặt của Chúa không nằm ở trong mấy cái cây rừng, mà ông chặt của Chúa ngài có thể tuôn đổ theo cái nấc độ của ngài. Chúa chính chắc của ngài như thế nào con không biết, nhưng con điều con cứ tiếp tục, con bước đi tiếp tục đi, con trung tín để sau Chúa và Chúa ngài sẽ tuôn đổ cho con. Amen. Có ai trông đợi cái gì ân chặt của Chúa, trông đợi từ cái gì của mình nữa không? Một sự thế tay ân chặt của Chúa không phải từ một miếng đất 5.000 hectare, 5.000 mét. Nhưng ân chặt của Chúa có thể nhiều cách khác, chúng ta không biết được. Amen. Ai đang trông đợi cái gì, tin cậy nơi cái gì ngoài ân chặt của Chúa thì chúng ta nên dừng lại, loại bỏ nó. Nếu giả sử con người là chúng ta nghĩ đó là ân chặt của Chúa, dừng lại, không trông đợi con người nữa. Nhưng mà Chúa có thể tiếp cận một con người, nhưng mà chúng ta không trông đợi con người. Tại vì một ngày kia Eli đang nằm ngủ, thức dậy, có người đã khách dậy dậy ăn. Họ thức dậy có thịt, sướng quá, ăn. Ăn xong cái khát nước, nhìn qua, ăn có cái nước uống. Và cứ ngày nào cũng thức dậy, cứ ngủ, thức dậy ăn rồi uống, thức dậy ăn rồi uống. Ngày kia thức dậy không thấy ngon quả, tha thức ăn tới. Mà nhìn xuống cái cây nước thì sao? Khô hết. Và bây giờ làm sao? Khi chúng ta đặt cái sự hy vọng hay là trông cậy vào bất cứ một ai ngoài Chúa, đó là đối tượng mà Chúa ghen tường. Anh chị em lắng nghe kỹ chỗ này này. Khi tôi và chị em đặt trông cậy hy vọng bất cứ một người nào ngoài Chúa, thì cái người đó, cái vật đó, cái điều mà chúng ta trông cậy tức là hy vọng đó, là đối tượng Chúa ghen tường. Và Chúa ghen thì sao? Ghen thì sao? Lấy ngô ghen thì sao? Bùm. Còn mấy ông ghen thì sao? Tiêu luôn. Ngỗ anh ở bên cạnh, đừng hy vọng, đừng đặt hy vọng bất cứ một gì điều gì ngoài Chúa. Nói đi kìa, đừng đặt hy vọng bất cứ một điều ngoài Chúa. Ngài Chúa là nguồn trong cậy của chúng ta. Amen. Hallelujah. Ý nghĩa của từ ân chặt thứ hai là ân sủng của vua ban cho. Wow. Cái ân sủng của vua mà ban cho, chúng ta còn nhớ hoàng hậu Esther không ạ? Khi mà không được vua Ahasuerus mời tới, nhưng mà vì cái nhu cầu là dân sự của Chúa đang bị một cái kế hoạch do bẩn của Haman để muốn tiêu diệt dân sự của Chúa, và biết được thông tin đó thì Mardochê báo cho bà, và bà nói hãy vì tôi kiên ăn cầu nguyện 3 ngày. Mà chúng tôi ở trong cung này, chúng tôi cũng đang cầu nguyện được. Mà tôi sẽ đến gặp vua, nếu dẫu tôi chết thì tôi cũng chết. Bà liều mạng luôn. Nếu được phép của vua vời tới thì mới đi vào cung được, bởi vì vua đang họp với triều thần. Nhưng một ngày nọ bà ăn mặc rất đẹp, trang điểm rất đẹp. Bà quyết định đi vào bởi vì vận mạng của dân tộc của bà đang ở trong tay của bà. Đây là cơ hội cuối cùng. Bà đi vào, cánh cửa được mở ra, vua và quân thần đang cùng bàn bạc với nhau. Thế nên cánh cửa mở ra, nếu mà có mời ai đó tới, vời ai đó tới thì tất cả quân thần phải biết người đó là ai. Khi mở cánh cửa ra thì rất là ngạc nhiên, bà hoàng hậu Esther đang tiến vào trước mặt vua. Những quân thần đang cầm gương có thể sẵn sàng, chỉ cần chờ vua hạ lệnh hoặc bà đi gần đến vua mà vua không phất cái vũ khí ra là chém đầu. Bà đi tới. Vua không biết tại sao. Và cuối cùng là gì? Vua phất cái cây phủ quyền ra. Cây phủ quyền đó chính là gì? Ân sủng của vua. Cây phủ quyền chúng ta ngày hôm nay có là gì? Cho được cứu nhờ gì ạ? Nhờ ân điển của Chúa, tức là ân sủng của Chúa. Sự sủng ái của Chúa tôi và em được tha thứ. Tôi và chị em được tha thứ có phải do chúng ta làm tốt không?
Chúng ta là một con người đầy tội đúng không ạ? Nhưng mà do ân sủng của Chúa, có nghĩa là chúng ta không có công trạng nào hết. Chúng ta không có một công trạng nào để đủ để có một chút ân sủng đâu. Nhưng ân sủng đó là cái sự thương xót, tình yêu của vua trên trời dành cho tôi và chị em. Vậy thì nếu tôi nhận được sự tha thứ cũng bởi ân sủng, ông bà chị em cũng nhận được sự tha thứ bởi ân sủng. Có đúng không ạ? Chúng ta có tin rằng chúng ta được cứu và được tha thứ nhờ ân sủng của Chúa không? Đó là sự mãi của Chúa, tức là ân trạch của Chúa dành cho anh này. Vậy thì tại sao chúng ta vẫn cầm giữ cái sự không tha thứ dành cho những anh chị em của mình? Hãy suy nghĩ điều này. Giáng sinh năm nay, anh chị em hãy quyết định đừng bao giờ giữ bất cứ một cái sự tổn thương buồn bã nào hay là sự không tha thứ nào trong đời sống của mình. Hãy tha thứ như Chúa đã thứ cho chúng ta. Đó, chúng ta sẽ hưởng được tâm trạng của Chúa một cách đầy dạy cho đời sống của đoàn bà chị. Amen. Chúng ta hứa để năm nay sẽ là năm mà chúng ta hưởng bình an, năm mà chúng ta làm cho Chúa được sáng danh, và năm mà hưởng được tâm trạng của Chúa một cách dư đầy cho đời sống của đoàn bà chị. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn bà Nam. Hallelujah. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.